Ha ha ha!
Rửa gạo. Đánh này để cho cái tay chị đỡ đánh được, không có người gì nữa. Về cái quay cái trưa cái đầu thì về nó hay ngủ nhà hết.
3-4 ăn đi, cơ hội đến nơi rồi. Đâu cầu vô trong là ăn chắc rồi. Đâu cầu bên ngoài mà vô trong ăn cầm cầm nữa, đội này mềm. Tưởng là bị đánh vô phòng cái ở nhà vậy chứ. Ủa là
Ai nè có cộng bài liên ở đây. Đó là thua. Đó là thua.
Chắc chắn tên mình không à, đều á. Dễ căng lưới đập cho dễ, còn lấy xuống dưới đêm. Rồi.